Vâng, hello, xin chào quý anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay em Trung cũng cập nhật những cái mẫu xe còn và những cái xe bán. Và ngày hôm nay quan trọng nhất là em Trung có những cái xe nào làm ngủ lâu quá thì em Trung xả hết cái dàn xe luôn nhá. Cái xe nào ngủ lâu là Trung là em Trung xả hết những cái xe ngủ lâu nhá, từ 10 triệu tới 20 triệu. Nên chị quan tâm thì coi hết cái video và sẽ đi theo chân em một vòng xem là có những cái xe trên cửa hàng thì nói chung là cũng từ 50 triệu thôi. Anh chị đã sở hữu được một con xe che mưa che nắng rồi, nói chung là cũng rất là nhiều sự lựa chọn đó. Từ 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ và tất cả mọi cái đời cao đời thấp, nói chung là cũng đầy đủ hết cho anh chị, nó từ 50 triệu mà. Thì ngày hôm nay quay vào đây đi, rồi con Toyota da diết. Cái này và thương em da diết màu trắng thì cũng vừa mới về nha anh chị. Thì con này là sản xuất 2014 nhập khẩu nha anh chị. Đó, biển số 85, anh chị cần ủy quyền mua bán, ký rút hồ sơ thì tất cả cái đều ok hết nhá. 2014, nói chung là xe này thì anh chị đi thì không cần phải suy nghĩ rồi. Như mới, nói chung là đồ chơi cũng bịt bùng rồi anh chị. Đây, chạy vô rất đẹp nha anh chị. Cái này thì sơn zin cả xe rồi. Thì chạy vô này thì coi qua đằng bên đây này. Đó thì em nó đã được lên cái màn hình Android rồi, cũng rất là đẹp nha anh chị. Cũng vừa mới về luôn. Thì có sao thì em Trung chia sẻ hết. Riêng không lỗi nha anh chị. Nói chung là xe này thì phải nói là cực kỳ là đẹp rồi. Xuất sắc, xuất sắc, đẹp xuất sắc. Siêu tiết kiệm và bền bỉ Toyota mà anh chị. Nói chung là phải nói là uống xăng như người thôi. Nói chung là form dáng mẫu mã của em nó rất là đẹp. Nội thất thì cũng rất là đều ok. Anh chị nhìn thấy cái đít sau của em nó này. Này từng cái keo chỉ này thấy không? Rất là đẹp. Nói chung là xe zin. Nói chung là con này là sơn zin 100% rồi. Cũng có dòng tút mấy chỗ cảng chút xíu thôi. Toyota, thương hiệu Toyota này. Da diết nha anh chị, máy 1.4 2014 nhập Thái Lan, 385 triệu, vừa về luôn. Camera tất cả cái xe này thì đồ chơi bịt bùng rồi. Và thêm cái nữa thì em này là Honda Ra 2018 bản GS. Nói chung là đồ chơi con này cũng rất là nhiều, khá nhiều. Ngày hôm nay em Trung xả cho anh chị con này lỗ 20 triệu luôn. 430, bữa nay em Trung còn 410 triệu nha anh chị. Nói chung là tất cả cái thì cũng rất là đẹp. Đó, nội thất của em nó này. Keo chỉ từ tem mạc và tất cả cái thì màn hình Android rồi camera 360. Đó. Tay lái vô lăng thì anh chị nói chung đại loại xe này về chỉ việc đi thôi. Đó. Rất là đẹp. Rất là nhiều đồ chơi rồi. Cả tính ra là phải gần 100 triệu tiền đồ chơi ấy. Và tiếp theo em nữa là em Toyota này Vios 2005 nha anh chị. 2005 thì ngày hôm nay chút xíu nó còn con Vios cũng vừa mới về luôn. Đó. Cái này 2005 nha anh chị. Luôn trong. Nói chung là tích hợp nhan gương này. Nói chung màu đen anh chị nào hợp màu đen phong thủy thì tất cả cái xe này thì anh chị mua về thì không cần phải suy nghĩ. Riêng cái này thì không cần phải phong thủy đâu anh chị. Tại vì cái xe này anh chị mua về che mưa che nắng mà, tập lái và tất cả cái thì đều ok hết. Giá con này á bán cho anh chị 140 triệu. Ngày hôm nay em Trung xả cho anh chị bớt 10 triệu còn 130 triệu nhá. Đấy không? Còn 130 triệu. Và tiếp theo em nữa là em rồi còn nhiều cái xe nữa để em Trung xả luôn. Camry, cái này là số 49 rồi, 89 2.0. Nói chung là con này phải chạy cực kỳ là sướng luôn anh chị. Nhìn cái dàn nội thất của em nó này. Nói chung là đằng trong này ấy, đang còn nỉ rin luôn. Bỏ cái bộ áo ghế ra là phải nói là cực kỳ là đẹp anh chị. Lên km test phải tới khoảng 108 là ok luôn. Này keo chỉ này 1988 anh chị thấy không. Nhìn cái xe này mà đời này mà nó còn như này nữa thì phải nó quá đẹp. Đây, beo chạy này, thấy không? Đóng cửa vô phát là beo nó chạy.
hai dây beo hai bên vẫn đang đều hoạt động hết nha anh chị. Đó. Nội thất đẹp, nỉ zin. Đó anh chị nhìn cái vô lăng tay lái của em đó thôi. Nhưng mà bữa sau thì em Trung sẽ làm một cái video chi tiết sau nha anh chị. Thì anh chị cứ quan tâm cái xe nào thì cứ alo cho em Trung hoặc chụp lại cái màn hình cái biển số xe đó nha. Nói chung là con này chất lắm ạ. Camry mà biển số 49 mà đời này em nói là tìm cái hàng này ra là hàng hiếm à, hàng độc. Cái con Vios đây nữa. Đây. Cái đằng sau cái đấy đây. Thêm cái con Vios này đời như ra? 2.5. 2.5 đúng không hả? Bán con này giờ bán bao tiền đây? 140 đi. Rồi. Vừa mới về luôn nha anh chị. Vios 2.5 bán cho anh chị 140 triệu luôn nha. Nhìn nội thất của em nó thì cũng sạch sẽ. Chưa dọn, chưa rửa. Xe này rửa ra thì cũng rất là đều là ok. Nên ngày hôm nay em Trung lên xong báo giá cho anh chị thì tất cả một cái có những xe đã về và có những xe vừa bán rồi và có những xe mà em Trung giảm giá 10 triệu tới 20 triệu. Đây, và cái xe này để bán cho khách nè. Cái này quen, không ấy thì thay cái bình luôn nha. Cái bình này nó hư rồi, nó yếu để thay luôn cái bình mới luôn cho khách luôn nha. Đẹp đẹp chút. Xe này khách cọc rồi mà đang làm dọn lại cho khách. Đây, và thêm nữa quay cái con ấy này luôn đi này. Nhiều khi mấy cái xe nó ngủ lâu quá em Trung cũng chẳng muốn quay đâu. Báo giá thôi, 50 triệu. Tập lái. Máy móc êm, lạnh lẽo thì teo buri. 50 triệu thôi nha anh chị. Và thêm cái em Ford Everest đây nữa là ngày hôm nay em Trung xả Ford con này, con Everest này luôn nha, 7 chỗ. Ngán. Đó, nội thất của em đó. Thì trần của em nó thì cũng tất cả một cái thì cũng đẹp. Sạch sẽ. 185 triệu. Máy dầu. Đời 2.5 biển số Hà Nội. Bao ký rút hồ sơ cho anh chị. Nội thất của em nó này thì cũng rất là ok. Và máy dầu nha anh chị. Nói chung anh chị về che mưa che nắng thì cũng rất là đẹp. Nó có cái màn hình to chà bá lửa. Banner này, thấy không? Này thì tất cả cái nhạc nhẽo, tất cả cái đầy đủ hết nha anh chị. Máy dầu mà. Anh chị che mưa che nắng đi rừng đi núi rất là ok. Gọi là sạch sẽ. Màu đen. 185 triệu nha anh chị. À. Đằng dưới này anh chị thấy không? Vỏ lốp nguyên dàn vỏ đẹp. Lên keng luôn. Ford Everest 2.5 máy dầu. Đó. Một cầu nha anh chị. 185 triệu. Sạch đẹp. Vỏ lốp đẹp. Nội thất sạch sẽ. Đăng kiểm gần hết để sao? Và tiếp theo nữa là em Mitsubishi. Xe này về em Trung cũng chưa rửa luôn. Yuli đời 2.5 đăng ký 2.6. Xe này sơn rin hầu như là cả xe rồi. Nên là cái giá nó hơi cao một chút xíu. Tại vì em Trung mua cao mà. Xe đẹp. Cỏ cỏ thôi. Đẹp nhưng mà mua cao. Mitsubishi Yuli 2.5 đăng ký 2.6. Sơn rin cả xe luôn nha anh chị. Bán cho anh chị với cái giá 155 triệu và cái xe này em Trung đã có một cái video rồi. Nói chung là đồ chơi miên man rồi. Vô trong cái nội thất của em nó thì phải nói là cực kỳ là đẹp. Này. Keo chỉ thì anh chị không cần phải suy nghĩ. Nhìn bao phê bao chất chưa? Nội thất chưa? Riêng cái dàn ghế này anh chị mà lấy ra thì lột nó ra. Nó đang còn nỉ zin luôn nha anh chị. Đẹp lắm. Để tìm chiếc thứ hai thì thật sự là rất là hiếm. Nên cái xe này quay sơ thôi, không cần phải quay nhiều. Đây anh chị nhìn cái hàng ghế sau của em nó. Riêng cái này mà anh chị mua về chạy biết khi nào nó mới hư được. Thương hiệu của Nhật mà, Mitsubishi thì anh chị thử hiểu rồi. Bền. Nhưng mà mỗi cái là cái thằng này là nó hơi uống xăng một chút xíu nha anh chị. Tính ra mà chạy bình thường anh chị dìu ga một chút xíu thì uống xăng không bao nhiêu đâu. Nó uống thì tầm có khoảng riêng con này là tầm khoảng 11 tới 12 lít. Nếu anh chị chạy kỹ, đẹp, gọi là bình thường thì nó uống tầm khoảng ngang bằng Innova thôi. Đó, bánh treo anh chị thấy không? Rất đẹp.
Và tiếp theo em nữa là em Toyota Jay. Xe này em chưa có thời gian dọn luôn anh chị. Bán cho anh chị 160 triệu nhá. Toyota Jay đời 2005. Cuối đời rồi. Màu vàng cát. Và em này nữa là em Toyota đầu búa 2010. 16 chỗ nha anh chị. Đầu búa 2010 16 chỗ. Bán cho anh chị 260 triệu. Xe này em Trung đã có một cái video chi tiết trên một cái kênh nhỏ, kênh ô tô Quang Trung á. Anh chị bấm cái này là nó ra, ô tô Quang Trung nó ra, hoặc số điện thoại trên cái YouTube của em là nó ra. Nói chung là xe này phải nói là cũng cực kỳ là đẹp luôn anh chị. Mua về thì cũng chỉ việc chạy thôi. Máy dầu nha anh chị. Máy dầu. Đó. Nội thất thì cũng anh chị nhìn thấy không? Mình mày của em nó thì phải nói là cực kỳ là đẹp. Nội thất thì sạch sẽ. Thì mấy ngày hôm nay em Trung xách cái xe này đi mà. Máy thì em thì thầm luôn, không có đổ hơi nha anh chị. Bán cho anh chị với cái giá 260 triệu. Anh chị nào quan tâm cái mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho em Trung, hoặc chụp lại cái màn hình và gửi qua cái Zalo cho em Trung nhá. Thì cũng phải nói là còn nhiều cái mẫu xe để cho anh chị lựa chọn đó. Đẹp, rất là đẹp đúng không anh chị? Nói chung là từ 50 tới vài trăm triệu đó, anh chị đã sở hữu được một con xe che mưa che nắng rồi. Và em Trung sẽ đi vô trong bên nhà luôn, và có những cái xe gì thì em Trung cũng làm hết luôn một lần luôn nha anh chị. Báo giá tổng thể, chi tiết và tất cả mọi cái, từng con và từng giá. Anh chị cần video chi tiết, kết nối Zalo, em Trung chia sẻ qua cho nhé. Thì em Trung là chuyên mua bán và sửa chữa cả. Đó. Gara Quang Trung là tên của em Trung. Đó, số hotline của em Trung có trên bảng nha anh chị. Xe này đang làm cho khách, xe tải. Và thêm cái con xe này cũng đang bảo hành lại cho khách này anh chị thấy không? Nằm riết miết đây, không có thời gian làm đó anh chị nhìn nó. Tháo banh cái này ra mà lời lãi đâu ra nữa. Đây, và thêm em nữa là em này bán cho anh chị với cái giá về tập lái 50 triệu nha anh chị. Vừa mới được sơn xong. Rất là đẹp. Sơn mới mà. Nói chung là phải nói là cái màu của em nó cũng độc và lạ. Dagu Silo nha anh chị. 50 triệu thôi. Đây, nội thất của em nó này. Nói chung là cũng nhìn cũng bao phê cho anh chị. Đó, nội thất này. Nhìn như kiểu là một con siêu xe á. Cửa nẻo đóng chắc nịch nhẹ nhàng. Đó. Sạch sẽ 50 triệu à. Đó anh chị. Thì anh chị quan tâm cái xe nào thì cứ alo trực tiếp cho em Trung, hoặc chụp lại cái màn hình gửi qua em Trung nhá. Chi tiết cái xe đó. Và thêm cái nữa là em Toyota Innova G 2010. Xe này em Trung đang cho dọn. Có nghĩa là đây truyền hình trực tiếp và chi tiết cho anh chị luôn. Nó những cái chỗ mà em Trung đã chạy, những cái chỗ chạy thì em Trung phải làm xử lý lại hết. Nên anh chị thấy không? Cũng đâu phải là tới khi mà làm cũng cả một cái vấn đề. Nó chạy một chút xíu, tháo nguyên cả cabo xuống anh chị. Làm cho nó đẹp lại cho anh chị về đi thôi. Tại vì mấy cái xe này thật sự là những cái xe cỏ mà. Nó không bao nhiêu tiền nhưng mà phải làm. Không bao nhiêu tiền nhưng mà cũng phải đẹp. Innova G 2010 nha anh chị. Bán cho anh chị với cái giá 260 triệu. Đây anh chị, nội thất của em nó đây. Và cái xe này em Trung đã có một cái video chi tiết rồi. Đẹp không anh chị? Nội thất đẹp, sạch sẽ. G. Và cái xe này thì em Trung cũng đang cho cái này là Fiery. Đẳng cấp và thương hiệu một thời đó anh chị. Đang cho dọn lại. Nên anh chị thấy không? Từ điện đó mà tất cả cái nội thất cũng phải bọc mới hết này. Nội thất cũng phải bọc mới lại hết này. Đây là cái gì thì cái. Cho dù cũ hay là mới thì cũng phải dọn lại cho nó đẹp nha anh chị. Đây anh chị. Trần rồi. 5D, 3D gì đó. Nói chung là bọc búa nó xua vô anh chị. Đẹp. Cái miễn sao nhỏ cỏ cỏ nhưng mà đẹp là được. Mọi vấn đề là anh chị nhìn thấy không? 4 quả vỏ thì lốp mới len keng luôn. Nên là bởi vậy cái xe nào về cũng phải dọn lại nha anh chị. Đó, có những cái xe này em Trung dọn cả mấy năm trời rồi.
đâu có thời gian dọn đâu anh chị, giống như kiểu cái chuồng gà mà, thật sự phải nói là như chuồng gà đó anh chị, thấy không? Mua cái xe về cả mấy năm trời đó anh chị, nó nhìn lột ra hết đằng trong này, nó còn rin nguyên luôn á, chỉ có tháo ra để dọn lại sơn, dọn dẹp lại cho sạch sẽ thôi này đó. 50 triệu anh chị nào quan tâm thì alo chen chung nhá, lấy về dọn được, còn không không dọn thì bỏ chi phí ra em chung dọn nhá, nhưng mà phải có thời gian cơ. Thì thôi, bây giờ cũng cuối cái video thì em chung chúc anh chị có một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình, và hẹn gặp lại anh chị những cái video tiếp theo nhá. Thì anh chị nào quan tâm thì cho em chung xin một like và đăng ký kênh nhá, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng em chung theo thời gian 5 tháng. Thì cũng còn vài cái mẫu xe đó, thì anh chị cứ quan tâm cái mẫu xe nào thì cứ chụp lại cái màn hình cái biển số xe đó nha anh chị nhá, rồi gửi qua Zalo cho em chung. Anh chị thấy không, dọn xe cho khách, khách cọc đó 5 triệu đó thôi anh chị, thấy không, phải làm tùm lum tất cả mình hết, đâu cần phải suy nghĩ đâu, cái nào không được là thay mới hết toàn bộ nha anh chị.